sao em tuổi thân quá, em đã làm đi hát được 6 năm rồi, nó không bằng 3 tháng em ở trong hoa hậu. Thế nên bây giờ ai cũng biết em vì em ca sĩ mà đi thi hoa hậu. Có những người nghệ sĩ người ta đã từng nói là ở Việt Nam này con đường nhanh nhất để nổi tiếng là trở thành hoa hậu. Tức là nghệ sĩ em cũng tham vọng mình được là hạng A, mình cũng muốn được nổi tiếng. Sân khấu mới là nơi tôi hạnh phúc thôi, còn vương miện tôi không cần. Xin chào quý vị, mình lại chào mừng quý vị cùng quay trở lại với chương trình Đời Nghệ Sĩ để cùng tiếp tục những câu chuyện vô cùng thú vị xung quanh cuộc đời, sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Chúng ta đã nghe rất nhiều những câu chuyện từ những nghệ sĩ gạo cội, những ngôi sao lớn của nhiều thế hệ đến đây chia sẻ về những nấc thang trong sự nghiệp của họ và cả những câu chuyện ít khi được chia sẻ về đời sống riêng nữa. Bên cạnh đó sẽ là câu chuyện của những nghệ sĩ trẻ, những người vẫn đang trên đường đi tìm kiếm thành công cho mình. Và trên con đường ấy, họ cũng có rất nhiều những trải nghiệm thú vị cần được lắng nghe, cần được chia sẻ. Hôm nay sẽ là một câu chuyện trẻ như thế, đến từ một nữ ca sĩ trẻ rất xinh đẹp. Cô đến với Đời Nghệ Sĩ, hãy cùng chào đón khách mời của Đời Nghệ Sĩ hôm nay, nữ ca sĩ Trương Diễm. Trương Diễm xin được kính chào tất cả quý vị khán giả của Đời Nghệ Sĩ và em xin được kính chào anh Minh Đức. Thưa quý vị, khi mà Minh Đức giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Trương Diễm thì rất có thể là nhiều quý vị khán giả trở thấy gương mặt này rất quen với một cái tên hơi khác một tí là thí sinh Trương Thanh Diễm, đại diện cho tỉnh Kiên Giang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Dạ đúng. Đấy, chính ngay cả những bạn bè thân thiết của Trương Diễm cũng rất là bất ngờ khi mà Trương Diễm đưa lên cái tấm ảnh mình là thí sinh của cuộc thi đấy. Ngày hôm nay thì câu chuyện của Minh Đức và Trương Diễm nó sẽ có rất nhiều những cái khúc, những cái đoạn khác nhau, đôi khi có thể rất là ngẫu nhiên, nhưng sẽ cho quý vị khán giả thấy một chân dung tương đối toàn cảnh về một nghệ sĩ trẻ tìm kiếm những cơ hội cho mình như thế nào, tung hoành trong cái không gian mà mình yêu thích ra sao. Nhưng hãy cùng bắt đầu chương trình hôm nay với một bài hát, với tiếng hát Trương Diễm. Sao không đi tới, yêu nhau sao
cho mắt hoen mơ. Yêu nhau chỉ cho thương đau, yêu nhau chỉ cho mãi âu sầu. Trưng Diễm thì thực ra thì chọn cái mốc thời gian nào cũng dễ thôi. Yeah. Mốc thi hoa hậu hay trở thành một ca sĩ trẻ được yêu thích của dòng nhạc bolero cũng được. Nhưng mà đối với một người sĩ trẻ thì có lẽ không gì hơn chúng ta hãy cùng trở lại những cái năm tháng đầu tiên trong cuộc đời của mình để khán giả có thể nghe câu chuyện của Diễm mà hình dung ra là những cái ước mơ, thậm chí là những cái năng khiếu hay cả những cái cơ hội đầu tiên nó đã xuất hiện như thế nào để dẫn người ta đi theo nghệ thuật thay vì là những lựa chọn khác. Yeah. Thì đối với Trưng Diễm đi. Bây giờ ngồi đây và nhớ lại gọi là ngày xưa yêu dấu của mình ấy, nên nhớ lại được xưa nhất từ khi nào, bắt đầu từ khi nào mình có cái, chúng ta bây giờ gọi là cái máu đấy, máu nghệ thuật đấy, từ khi nào? Cái bắt đầu của em hình thành một con người, hình như nó đã gieo cho em một cái duyên đến với nghệ thuật rồi. Chắc là cái thời điểm mà em còn chưa biết chữ, em đã bắt đầu biết hát rồi. Đấy, em còn đến với nhà thờ, thì nhà thờ hay cái ca đoàn, thì ba em lại là một cái người đánh đàn. À. Sau đó em cứ thích, em cứ đi theo. Còn mới có là một đứa bé mà mong là gì nè, cho con hát solo đi. Tại vì người ta nói là người lớn thì mới được hát solo, nhưng mà thánh lễ không có được. Cho con hát solo được không? Năn nỉ là con thuộc rồi. Và hát không sao một chữ nào luôn anh, mặc dù bà chưa biết chữ gì hết. Là đã biết mình đam mê âm nhạc. Và đó là lý tưởng của cả cuộc đời. Hình như chặng đường suốt cuộc đời chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ là cái gì đó khác và mình sẽ sống xa sân khấu hay là sống xa âm nhạc được. Em chưa hình dung ra được. Tức là lựa chọn này là nhất quán ngay từ khi biết những bài hát đầu tiên đúng không? Dạ vâng. Người ta nói là cái đó nó có thiệt thòi hay là nó có cái gì đó không tốt không, nhưng mà hình như cuộc đời em nó chỉ dành chọn cho một thứ thôi. Em đã chọn một thứ và con người cũng vậy. Khi mà em làm cái gì đó, em chỉ làm được một thứ, em không để nào làm được thứ hai. Hình như là cái đó là phần chưa tốt của em nhận thấy đó là vậy. Không, cũng có thể đấy là một cái điều hay chứ. Tại vì nếu chúng ta nhất quán với lựa chọn của mình và kiên định đi theo con đường đấy và cố gắng nỗ lực để làm tốt nhất. Yeah. Và cuối cùng chúng ta đạt được thành quả là gì? Là thỏa mãn cái ước mơ của đời mình thì chẳng phải là điều tốt nhất gì đâu, phải là điều không tốt đâu. Nhân Diễm nói về cái ước mơ từ thuở bé của mình và cái con đường của Diễm rất là kiên định.
Thì thực ra không phải lúc nào mọi chuyện nó cũng như chúng ta mong muốn. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Đấy, không phải cuộc đời lúc nào nó cũng như là mơ. Thì khi mà mình bắt đầu gọi là bước chân vào con đường để hiện thực hóa ước mơ của mình, tức là có thể ngày bé mình đi học thì mình cứ mơ thoải mái, ai cấm ước mơ đâu. Nhưng đến khi xác định rằng cái nghề mình sẽ đi theo, cái nghề sẽ nuôi sống mình là nghề ca sĩ đi, thì lúc đấy có những cái điều gì mà Diễm cảm thấy là đời không như là mơ? Trời ơi, phải nói là cái vấn đề mà mình nghĩ tới cái chuyện mà đời không như là mơ, rồi cái chuyện mà mình sẽ làm gì để mình tồn tại, gọi là sinh tồn, thì vô tình một cái cô bé mà bắt đầu lúc đó chỉ mơ mộng về một cái gì đó âm nhạc, mình sẽ định làm nghệ sĩ thôi. Nó may mắn cho em là em nhìn mọi thứ hoa hồng, cho nên vũ trụ mang đến cho em một cái con đường đến với nghệ thuật nó có vẻ không gian nan lắm. Thành thử ra cho em cảm thấy là em cũng không có gì để khó khăn cả. Tận bây giờ em đã nghĩ nè, thôi chết rồi, đến lúc mình phải nghĩ đến cái chuyện mà sinh tồn rồi. Em gọi là em trưởng thành muộn á. Ai người ta cũng bắt đầu là thôi tôi sinh tồn trước đã, xong rồi tôi mới mơ sau. Này, em lại là một cô gái em mơ trước, xong rồi bây giờ lại lật đật đi tìm cái con đường sinh tồn. Mình không sống mơ mộng mãi được, mình phải ở trong hiện thực. Mình vừa phải sống trong ước mơ, nhưng mà phải dùng cái gì đó để mình nuôi ước mơ mình. Nhưng mà cũng may trên con đường em khó khăn, thì mọi thứ trồng vía là nó vẫn không có quá khiến cho em phải bị nản chí, và em không có quá khó đến mức độ mà em phải từ bỏ và em phải nhảy sang cái chuyện khác, hoặc là em sẽ đi một con đường nào đó khác hẳn. Nhưng mà em nghĩ là rõ ràng là mình phải tìm tòi hơn nữa, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Khi mà Diễm nói đến cái chữ sinh tồn ấy, phải đối mặt với những cái điều mà nó không hề giống như mơ ước của mình trước đây nữa, thì có thể mình như là một người làm trong nghề thì mình cũng thấy cũng rất là dễ hiểu cái điều đấy. Vì trong sự nghiệp của một nghệ sĩ nó cũng có rất nhiều những cái lúc mà thăng trầm, có những lúc người ta nói là xô gạt ra không hết, kiếm tiền rất là thoải mái và mình tiêu xài cũng chả phải lo tính toán, nhưng cũng có những cái thời điểm rất là khó khăn. Đấy là cái điều mà đôi khi khán giả rất là khó hiểu. Thành ra chúng ta hay thấy khán giả thắc mắc mà ôi mấy anh chị này thấy nổi tiếng mà thấy hát nhiều này, kiếm tiền dễ như không này, người ta đi làm chật vật cả tháng trời mới được mấy chục triệu, anh chị đi hát một bài thôi là đã bằng người ta đi làm cả mấy tháng, thậm chí cả năm rồi. Đấy là cái điều mà đôi khi khán giả rất là khó lý giải. Và thành ra tỉnh là người ta thấy việc nghệ sĩ đi bán hàng online hay nghệ sĩ làm những nghề khác là người ta thắc mắc ngay. Thì cái thắc mắc đấy nó cũng rất là chính đáng, bởi vì họ cũng không thể nào mà hiểu rõ đời sống nghệ sĩ được. Họ chỉ có thể nhìn thấy cái hào nhoáng bề ngoài là cái điều mà nghệ sĩ muốn họ thấy thôi. Thì khi mà mình phải đối mặt với cái như Diễm gọi là sinh tồn đấy á, là một người mà như Diễm nói, trong rất là nhiều năm tháng mình sống rất là mơ mộng. Đấy, mình cứ sống vì mọi cuộc đời nó cũng rất là ưu đãi mình, mọi thứ nó diễn ra với mình rất là dễ dàng. Thì ở những cái thời khắc mà cứ tạm cho là khó khăn nhất đi, thì thường là những cái điều gì nó xảy ra, và đôi khi có những cái gì nó khiến Diễm nghĩ là mình phải tìm những con đường khác, thậm chí nó có những suy nghĩ tiêu cực nào nó xuất hiện trong Diễm không? Nói chung là nếu mà có tiêu cực đó, thì cũng có, nhưng không bao giờ em nghĩ đến cái chuyện mà em sẽ không hát nữa. Nó nặng nhất chỉ là em phải học thêm một cái gì đó, giống như là mình có thêm một cái sở trường khác, tìm một cái tài lẻ nào đó liên quan đến cái gì đó đây, nhưng mà mình phải kiếm ra được tiền chứ không phải là kiếm một anh người yêu thật giàu à. Nhưng mà cái chuyện kiếm một anh người yêu thật giàu á anh, nhưng đối với em nó không có. Em khẳng định với mọi người là em là một người hoàn toàn tự lập, chưa có ai đến và lo lắng cho em hay là nói là em bảo bọc em gì hết. Em chỉ biết là em phải tự mình, và em cảm thấy nè, thôi thì đến tầm này rồi chắc có lẽ là nghe cho đến tầm này rồi sao nghe thấy ngậm ngùi vậy ta. Đến tầm này rồi em còn đang trẻ mà, bao nhiêu năm qua em đã tự gồng gánh. Ủa thì bây giờ mình cứ tiếp tục, mình sẽ làm tốt công việc của mình và mình sẽ làm tốt hơn nữa, bởi vì em còn chưa biết trong con người em nó sẽ còn vô vàn điều hay nữa. Em nghĩ như vậy. Mãi trên đường phố vắng đêm khuya, mưa vẫn rơi mãi cho lòng tiếc nhớ khôn nguôi. Thôi nhé anh hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong lần cuối. Ai có hay biết cho lòng người trốn xa xôi, năm tháng dây dứt cuộc tình sao sớm chia phôi. Sương tuyết sao nỡ chôn vùi dị vãng đời người, tình yêu đến trong xa từ. Anh hỡi xin hãy quên hết cay đắng tình đời, anh hỡi xin hãy quên hết say đắm tình người, anh hỡi xin hãy quên hết giây phút tuyệt vời. Hãy quên đi, hãy quên đi. Theo với năm tháng cuộc tình rồi sẽ phai đi, chôn kín thương nhớ trong giờ
phút cuối chia ly. Thôi nhanh hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong xa từ. Cho lòng người trốn xa xôi, năm tháng dây dứt cuộc tình sao sớm chia phôi. Sương tuyết sao nỡ chuồn vùi gì vắng đời người, tình yêu đến trong xa từ. Anh hỡi xin hãy quên hết cay đắng tình đời, anh hỡi xin hãy quên hết say đắm tình người, anh hỡi xin hãy quên hết giây phút tuyệt vời. Hãy quên đi, hãy quên. Năm tháng cuộc tình rồi sẽ phai đi, chôn kín thương nhớ trong giờ phút cuối chia ly. Thôi nhanh hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong xa từ. Thôi nhanh hỡi xin đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong xa từ. Chúng ta càng trưởng thành, chúng ta càng khám phá thêm những cái khả năng mới trong con người mình. Bởi vì chúng ta thực tế hơn. Có thể ngày xưa chúng ta sống theo ước mơ chẳng hạn. Chúng ta sống rất là đơn giản, chúng ta không có cầu gì, không có đòi hỏi mình phải thế này phải thế kia. Đến bây giờ đến một ngày tự nhiên chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống khác, và tự nhiên rất nhiều những khả năng khác cho con người chúng ta nó phát lộ ra. Ví dụ thế, trong đó hẳn là có cái khả năng đến một ngày đứng soi gương phát hiện ra ô mình cũng đẹp mà, sao mình không đi thi hoa hậu. Đấy, bây giờ kể chuyện hoa hậu đi. Đây là một câu chuyện phải nói rất là thú vị, vì chúng ta cũng biết là mấy năm nay là thi hoa hậu rất là nhiều, và cũng có một số các bạn đã thành công trong một số lĩnh vực khác, cũng có những bạn ca sĩ này, một số bạn đã là diễn viên này, đấy các bạn ấy cũng đi thi hoa hậu. Thì có thể mỗi người sẽ có những cái tính toán khác nhau trong cái việc là chọn một cái cuộc thi sắc đẹp. Đối với Diễm ở cái thời điểm mình đăng ký thi hoa hậu đấy, là Diễm muốn tìm kiếm điều gì hay muốn thay đổi điều gì ở bản thân mình? Kể từ khi mà cái tin mà em lộ ra là em thi hoa hậu thôi, mọi người đã bàng hoàng, mọi người không nghĩ là em sẽ làm như vậy. Mọi người chắc là lúc đó chỉ là post lên cho vui đúng không? Để câu like hay sao? Mọi người không nghĩ là em là một cái người mà dám làm vậy đâu. Thì chính vì mọi người không nghĩ vậy á, cho nên em phải làm cho để cho mọi người nghĩ là ôi con này gan quá. Thì cái mà em muốn mình có được khi mình nói ra một cái bề nổi á, thì ai chắc chắn mong muốn là thôi thì em nói là em muốn nổi tiếng, em muốn có thương hiệu. Tại vì em thấy rất là đúng, có những người nghệ sĩ người ta đã từng nói là ở Việt Nam này, con đường nhanh nhất để nổi tiếng là trở thành hoa hậu. Hơn ai hết là nghệ sĩ, em cũng tham vọng mình được là hạng A, mình cũng muốn được nổi tiếng và mình muốn làm cái đỉnh nhất ở trong cái quãng đường mà khi mình cố gắng thì mình sẽ là phiên bản tốt nhất của mình. Thì em mong muốn cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai, cái sâu thẳm nhất của em được nhìn thấy là em muốn hoàn thiện mình hơn. Tại vì mọi người không biết đâu, khi mà em nghĩ là mình thi hoa hậu thì em sẽ trải qua những cái điều rất là khó khăn. Nó khó khăn từ bản thân, trau dồi về nhan sắc, về kiến thức. Em muốn ở trong cuộc đời mình có thêm một bước ngoặt mới, mình thử xem mình sẽ có thành tích gì. Chỉ chắc chắn là mình sẽ không thể làm thành hoa hậu được rồi. Em xác định khi mà em thi là tôi không có muốn thành hoa hậu. Nói thế không muốn thì người ta bảo là thế không muốn thì đi thi làm gì. Không, thật nha anh, khi em nói là một người không tin, nhưng em thi là em không hề muốn hoa hậu. Em thi chỉ muốn một người biết có một cái người ca sĩ rất xinh đẹp thôi. Em là người vô cùng lạ, nên mọi người cứ hay nói mày xạo, mày thi mà không bảo mà mày không muốn thành hoa hậu này. Nói mọi người xin phép, em muốn đến đây để mọi người thấy có một cái người nghệ sĩ, người đó đang rất là cố gắng để cho khán giả để thương em nhiều hơn, để mọi người thấy em. Khi mà ở trong cái lĩnh vực về ca sĩ thì chưa chắc là mọi người đã biết mình nhiều hơn hoa hậu. Anh biết mà cuộc thi hoa hậu nó thu hút rất là nhiều. Cho nên là em muốn tôi vào đây, tôi sẽ tiếp tục hát. Ở đâu cũng hát. Ống kính đưa tới là tôi hát hay, để người ta biết là tôi là ca sĩ. Và may quá, tất cả những cái trang mạng là người ta nói này, em ca sĩ, em vô cùng happy, em không cần vương miện. Rồi sau đó một cái thời gian nỗ lực, anh ơi, em đã phải trầm cảm, em đã phải khóc nước mắt máu em rơi, em tập đành, em phải thi, em phải gia đình em động viên, rồi tài chính đổ ra rất nhiều. Em cảm thấy là mình quá mệt rồi. Nhưng mà vào ngày cuối năm chuẩn bị bước cho thừa, khi mà em ở trong cái top là những người được vào chung kết thì có 38 cô này, thì tất cả các cô gái khác đều nói em là hình như chị có một cái con đường riêng và chị có một cái style riêng,
và chị không bao giờ cần phải chiến thắng ai. Chị không có đối thủ ở đây. Tại vì sân khấu hôm nay là của em. Ngày chung kết em bước đi những cái bước kết quá mà khi mặc dạ hội, khi mà kết thúc á, người ta nói là tưởng em final quốc. Em chưa hoa hậu em đã final quốc rồi. Người ta đã cho em một cái giải rất là người đẹp tài năng. Em sung sướng vô cùng. Thì em xin cảm ơn cuộc đời em. Em hạnh phúc vì em có Hậu Hoàng Vũ. Trước đó là mình còn cảm thấy tiêu cực nha. Tôi không muốn thi nữa, tôi muốn dừng lại, tôi muốn về để tôi đi hát. Tại vì tôi quá nhiều show. Chắc là một phần là hiệu ứng từ chương trình đấy đúng không? Cho nên mọi người gọi show rất là nhiều. Giống như là em nói nè, sao em tuổi thân quá. Em đã làm đi hát được 6 năm rồi. Nó không bằng 3 tháng em ở trong Hoa Hậu. Thế nên bây giờ ai cũng biết em vì em ca sĩ mà đi thi Hoa Hậu. Bây giờ có bị gọi là mang tiếng là người đẹp đi hát không? Em buồn, em không thích như vậy. Mọi người cứ kêu em là Hoa Hậu đi hát. Mọi người cứ hay gặp em là cứ kêu Hậu. Nhưng mà thực ra em vẫn nói mọi người là em là ca sĩ. Tại vì em không hề muốn mình là Hoa Hậu. Em chỉ muốn đưa cái người ca sĩ này lên sân khấu để thấy là tôi đam mê sân khấu như thế nào. Sân khấu mới là nơi tôi hạnh phúc thôi. Còn vương miện tôi không cần. Thực ra là có những người thì lại có con đường mà suy nghĩ nó cũng hơi ngược lại đấy. Tức là họ muốn làm ca sĩ nhưng họ không thể đi theo con đường thẳng bình thường được, vì cái khả năng của họ nó có giới hạn. Họ quyết định đi thi Hoa Hậu. Sau khi được có những ngôi vị cao, lúc đấy họ mới quay lại làm ca sĩ. Đấy. Em là lúc đó ngược với họ ta. Dùng cái danh tiếng đó để đi làm ca sĩ. Dạ đúng. Em á thì em là người học thanh nhạc bài bản. Mình là một ca sĩ. Chỉ là mình đem cái nhan sắc này bước lên đây để cùng đỏ sắc với những người khác thôi. Và nhất là em là một ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp. Và còn đào tạo ở môi trường quân đội nữa anh. Cho nên là em muốn đưa bản thân mình ra, đưa cái sự nghệ sĩ của mình ra, đưa về cái tài năng âm nhạc của sự đào tạo chuyên nghiệp để bước lên khoe sắc cùng những cô gái khác. Vì sao em cứ mãi yêu người, nguyện yêu anh yêu mãi muôn đời. Em đâu hay tình em đã đến sâu. Ngày hôm nay em muốn quên người mà lòng em cứ nhớ thương hoài. Anh yêu ơi, em biết đi về đâu. Nếu mai này ta xa nhau, em sẽ không quên bao lời yêu anh trao. Vẫn mong một ngày bên anh sắt chia buồn vui trong đời. Nếu mai này ta xa nhau, em sẽ mang theo ân tình xưa anh trao. Thế gian tình trai ngang cớ sao vội tan. Vì em vẫn mãi là người đến sau, yêu anh trong nỗi đau. Vì em vẫn mãi là người đến sau, giấc mơ phải tàn màu. Vì em vẫn mãi là người đến sau, em yêu anh khát khao. Vì em vẫn mãi là người đến sau, nên ta đầy mất lâu. Vì em vẫn mãi là người đến sau, yêu anh
chung nỗi đau. Vì anh vẫn mãi là người đến sau. Em không còn khóc khi không còn gì. Sáng mơ với tàn mơ. Là vì bước sau anh biết chỉ là vì Trương Diễm nhắc đến cái môi trường đào tạo của mình là môi trường nghệ thuật quân đội. Và phải chăng chính cái môi trường đấy nó làm nên cái cá tính của Diễm như Diễm nói đấy, tức là rất là tự lập này. Và mặc dù là tung hoành rất nhiều các không gian như vậy, xinh đẹp như thế, đi hát cũng rất là xinh đẹp gợi cảm, dù hát nhạc bolero hay nhạc trẻ, và đương nhiên là thí sinh hoa hậu nữa. Phải chăng là chính cái điều đấy nó khiến là Diễm không bị những cái thị phi do mình từ quân đội mà ra? Những cái thị phi chắc chắn nó, như anh Đức nói là nó cũng rất là đúng. Em thì em không sợ thị phi đâu. Hoặc thậm chí là có trong những lúc mà trong quá trình em đang thi, em có nói với mọi người một câu là em rất thích thị phi. Tại vì mình khi mình nổi tiếng thì mình mới được thị phi để ý đến. Bây giờ em không được thị phi, em đang buồn đây anh. Em mong một ngày đó thị phi đến với em. Nhưng tại vì em đã bước ra từ cái môi trường đấy, tự nhiên nó hình thành lên cái tính cách của em. Chính cái tính cách đấy nó khiến em không gặp được thị phi. Bây giờ em bị chính quy đúng không? Người ta nói là kỷ luật quân đội. Thì hình như là cái nếp của em á, khi mà em đi đâu đó em tham gia vào tập thể thì em luôn luôn là một cái người kỷ luật, em rất là tốt. Là nó cho em kiên định với con đường của mình đã đi. Và người ta hay gọi là lì đấy, lì đòn, không cái gì ngăn cản được mình. Cái thời gian mà em đi thi hoa hậu nó cũng giống như em đang tập huấn trong quân đội, giống hệt vậy. Thành ra là mọi người có khó chịu, riêng em bản thân em thấy bình thường. Tại vì cái thời điểm mà em ăn ở và tập thể như quân đội em đã làm rồi, em không có một cái gì cảm thấy là khó khăn, thậm chí nó là một cái gì đó hành trang để cho em đi vào đời rất là thuận lợi. Trong câu chuyện của Minh Đức với Trương Diễm ấy, nó đúng là câu chuyện về những nghệ sĩ trẻ đi tìm kiếm cơ hội cho mình, và họ biết tận dụng mọi cái cơ hội có thể đối với mình, cho dù là nó có giống như trong mơ ước của mình hay không. Đấy, có thể là trong mơ ước của một cô bé rất là kiên định với con đường mình theo đuổi thành ca sĩ như Trương Diễm lúc còn nhỏ, chứ chắc đã có hình ảnh của những cô hoa hậu ở trong đấy. Nhưng đến sau này thì khi mà cơ hội nó đến thì chúng ta sẽ nghĩ lại, tội gì mà mình không nắm bắt nó, phải không? Đấy, và khi thử như thế, khi mà mình dám bước vào những cái vùng gọi là vùng thử thách như thế, thì có những cái khả năng nào bên trong con người mình mà bỗng nhiên em phát hiện ra mà trước đây có thể em không biết? Wow, đúng rồi. Hình như là khi thi hoa hậu xong, bỗng nhiên con người em nó hơi khác anh. Phải nói là cái sự nỗ lực để bước vào cuộc thi hoa hậu, em phải nói là em vẫn rất là tôn trọng cái tinh thần của những cô gái. Công nhận họ rất là giỏi. Tại vì làm ca sĩ thì dễ hơn nhiều anh, so với khi thi hoa hậu, rồi so với những cái truyền hình thực tế mà trước đây mình đã thi á. Hoa hậu khó vô cùng, họ đòi hỏi mình toàn diện. Cái điều mà em đã tìm ra được bản thân mình là em có thể là một người thiết kế thời trang. Và em phát hiện là mình là một người có thể trở thành một stylist. Hoặc là em phát hiện là mình có thể trở thành một người make up hair. Quá nhiều tài năng mà nói chung là người ta gọi là dễ như là tài năng lòi ra xong trong lúc mà mình đang tham gia. Nó bổ trợ cho con đường mình đi. Có lẽ là mình sẽ hơi vất vả một tí, nhưng mà bản thân em bây giờ em rất là tự hào. Khi mà mọi thứ em, cho dù hiện tại em đứng ở đâu và em làm việc, em cũng vẫn rất là tự tin. Bởi vì bên trong em đã dung nạp cho mình rất là nhiều kiến thức rồi. Kể từ khi sau Hoa Hoàng Vũ, sau những cái cuộc đời em đi qua một cái vòng mơ mộng, xong rồi đến thực tế nó lại lôi em vào, là khi em bị trầm cảm, em nghĩ là chúng ta vẫn phải học. Đến bao nhiêu tuổi mình vẫn phải học, bởi vì kiến thức là vô tận và nó sẽ giúp cho mình trong cuộc sống rất là nhiều. Học thêm kỹ năng trong cuộc sống, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng về giao tiếp các kiểu. Để sau này khi mà em trở về là một ca sĩ thì em nghĩ mình có vẻ cũng tự hào, và mình cũng nghĩ là mình gần rồi, mình sẽ gần hoàn hảo hơn rồi. Với tất cả những cái điều mà bỗng nhiên mình vỡ ra như thế ở cái gọi là tầm tuổi này rồi, như nói, cộng với lại cả cái quan điểm mà ngay từ đầu của Diễm là mình vẫn đang trên quá trình là phấn đấu hoàn thiện, và cả cái sự lì của một người bước ra từ môi trường quân đội nữa, Diễm có sẵn sàng thử thách mình cho cả những cái cơ hội khác nữa hay không? Dạ có, em luôn luôn sẵn sàng, bởi vì em nghĩ nè, tầm này mà còn thử thách
thì chắc chắn là sẽ còn vài tầm nữa, bởi vì em nghĩ em vẫn đang chưa đứng ở một nơi mà em cảm thấy đã nhất trong nghề mình đâu, cho nên em vẫn cứ tiếp tục đi. Đối với những người nào mà người ta cảm thấy là người ta đã được những giây phút mà người ta thăng hoa nhất rồi, bây giờ đối với em chưa đạt cái thăng hoa nhất, khi mà mọi người đã thấy là có đôi khi em rất là thăng hoa rồi nhưng mà em vẫn chưa đủ, em vẫn đòi hỏi mình ở một cái điểm mà em đang leo lên cái đỉnh núi cao mà bản thân em đã tạo ra nhưng em vẫn chưa đạt được, và em sẽ tiếp tục tìm. Rồi, Minh Đức và những khán giả xem chương trình sẽ còn quan sát quá trình Trương Diễm leo lên cao để xem cô ấy sẽ còn đi tới đâu với cái máu ly của mình, cũng như những tài năng mà Diễm đã có và những ấn tượng mà Diễm đã tạo được trong lòng công chúng trong những năm qua. Và hy vọng lúc đó Diễm sẽ quay trở lại đây để kể câu chuyện về cái hành trình đó. Xin cảm ơn và chúc Diễm sẽ thành công với tất cả những cái nỗ lực của mình. Bởi vì không gì hơn là đúng là cho dù là Diễm nói là ở tầm tuổi này, ở tầm này đi chăng nữa, thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều những cái không gian chờ được một người như Diễm khám phá. Xin chúc Diễm thành công. Và một lần nữa em xin được cảm ơn chương trình, em cảm ơn anh Đức. Bởi vì mỗi lần mà cho em được trò chuyện với đại nghệ sĩ thì em rất là xúc động. Và em sẽ mong muốn là khi mà lần tới nếu mình ngồi đây thì cái tầm đó nó sẽ là một cái tầm gì đó hơn bây giờ. Mọi người đang thấy em bây giờ một cái phiên bản hoàn hảo hơn ngày trước, thì phiên bản tới sẽ phiên bản rực rỡ hơn nữa. Và là phiên bản nâng cấp ấy. Dạ. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều những câu chuyện rất là thú vị như những gì mà Trương Diễm vừa chia sẻ của nhiều nghệ sĩ, nhiều thế hệ khác nhau mang đến trong chương trình Đời Nghệ Sĩ. Và đến đây thì Minh Đức và ca sĩ người đẹp Trương Diễm xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.